61, như vậy là các bạn sẽ được vay ở hàng nghìn. Vay 1.000 để trừ 981 trừ 312. Và kết quả còn lại ở phần dương thì là 511. Nhưng các con vừa vay 1.000 nên các bạn sẽ phải trả lại 1.000, trả lại 1.000 và trừ đi 511. Và kết quả của các bạn ấy sẽ là âm 489.